đi thoải mái, không sợ vào live đâu. Chào tình yêu của em mọi người nhá. Chào mừng mọi người đến với livestream sáng nay của Shop City bên mọi người nha. Các tình yêu ơi, bây giờ thì ai đang xem live chấm nút Quỳnh một chấm mọi người nhá, để em gửi lời chào các tình yêu ạ. Em chào Phạm Minh Thu Thủy nhá, chào 11 chị yêu đầu tiên theo dõi livestream của em sáng ngày hôm nay mọi nhá. Các tình yêu ơi, ngày hôm nay thì mini game đầu live em sẽ mở bán một cái áo phao này, từ giá sale từ giá là 900k thì em xuống chỉ còn là 100k mọi nhá. Phần quà mini game ngày hôm nay là một cái áo phao này. Áo phao là ngày mai. Áo phao. Ok mọi nhá, chào các tình yêu em mọi nhá. Xem mở bán cái áo phao này với giá chỉ còn là 99k cho tình yêu là 1 triệu livestream mọi người nhá. Các tình yêu ơi, mọi người chia sẻ like cho em nào. Chỉ cần chia livestream này 10 trang hội nhóm này, 2 lần lên trang cá nhân của mình ở chế độ công khai thì các nhá. Sau đó quay trở lại đây, comment giúp mình đó là đã chia sẻ kèm comment giúp mình đó là 99k này, kèm số điện thoại này, kèm tỉnh thành nơi mà chị ơi giống được nhá. Em sẽ bán luôn kéo này với giá 99k được không ạ? Bán luôn kéo phao này với giá 99k trong đầu livestream mọi người nhá. Hoặc là bây giờ ở cái view đầu tiên ạ, mốc view là 50 người xem thì em sẽ bắt đầu là mở bán cái mũ này với giá 1k này, mở bán cái mũ nồi như Quỳnh đang đội bây giờ với giá là 1k. Các tình yêu con của em đó là đã chia sẻ kèm 1k, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ stream này 10 trang hội nhóm, 2 lần trang cá nhân của mình ở chế độ công khai thì đâu nhá. Em chào 28 chị yêu nha, em chào Phạm Minh Thu Thủy, chào Trang nha, chào tất cả tình yêu là bạn đang theo stream của em mọi người nhá. Nào các tình yêu ơi, vào đây săn quà với em nào. Với săn quà nha, các tình yêu comment cho em bạn đó là 1k kèm số điện thoại này, kèm theo đã chia sẻ like mọi nhá. Ok, đã chia sẻ kèm theo không 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 comment này mọi nhá. Đã chia sẻ kèm 1k kèm số điện thoại kèm tỉnh thành ạ. Ok mọi người bắt đầu chia sẻ livestream nữa. Chia sẻ livestream này 10 trang hội nhóm và 2 lần trang cá nhân của mình ở trên ông khai thì đâu nhá. Ok con một em nào, 1k kèm số điện thoại kèm tỉnh thành mọi nhá, mở bán cái mũ nồi nhưng đội bây giờ từ giá sale này, từ giá là 150k ngày mai sale chỉ còn là 1k thôi. Từ giá là 150k sale chỉ còn 1k thôi thì không nhá. Từ giá 150k sale còn 1k này. Mốc view là mốc view 80 người đang xem mọi người, mốc view 80 người đang xem để em bắt đầu mở bán cái mũ này với giá là 1k mọi người nhá. Các anh ơi. Bật nhạc tôi hộ tao cái. Bật lấy cái bài nhạc luôn tao đi. Ok em mọi người bắt đầu chia sẻ stream giúp Quỳnh nào. Ok áo phao hồng bó tay kia tí là em báo giá sau chị bé Vũ nhá. 49 view rồi ạ, đúng 80 người xem thôi. Các tình yêu cố gắng chia sẻ livestream giúp Quỳnh nào. Chỉ cần chia sẻ livestream này 10 trang hội nhóm này, 2 lần trang cá nhân của mình ở trên ông khai nhá. Sau đó quay trở đây, comment em đó là 1k kèm số điện thoại kèm tỉnh thành ạ, mở bán cái mũ nồ này với giá 1k mà thôi. Có tất cả đủ màu mọi lựa chọn được nhá. Màu be như nội bây giờ này, màu đen và màu hồng mọi được chưa ạ? Comment thật là nhiều để cái cơ hội được mua cái mũ này 1k càng cao của nhà. Thực ra em bán 1k là gọi là một cái comment cho nó dễ thôi, nhưng thực ra là tặng phới luôn. Thực ra là ngày hôm nay Quỳnh tặng phới luôn cái mũ nồ này của nhà ở view 80 người xem ạ, 62 view rồi. Mời chia sẻ là stream giúp Quỳnh nào. 10 trang hội nhóm, 2 lần trang cá nhân của mình ở chế độ công khai. Sau đó quay trở đây, comment giúp Quỳnh đó là 1k kèm số điện thoại kèm tỉnh thành của nhá. Nhớ ở trên là stream này 10 trang hội nhóm và 5 lần trang cá nhân của mình ở chế độ công khai. Chia sẻ chuyện này 10 trang hội nhóm, 5 phần trang cá nhân của mình ở chế độ công khai thì không nha. Mốc view 70 người xem rồi ạ, à. Mọi người cố gắng là giúp Quỳnh là 80 người xem nào. Cố gắng là chia sẻ cho Quỳnh lên mốc view 80 người xem để bắt đầu mở bán được nhá. Để bắt đầu mở bán cái mũ đồ này với giá là 1k thôi ạ, à. Ok các tiêu comment thật là nhiều giúp Quỳnh nào. 1k kèm số điện thoại kèm tỉnh thành ngồi nha. Ok chưa? Mở bán cái mũ nồi như thế này, hàng loại một luôn, có dây điều chỉnh cái độ rộng hẹp của mũ này nhá. Với giá chỉ còn là 1k thôi ạ. Với giá chỉ còn là 1k thôi trong livestream của sáng ngày hôm nay các tình yêu của em mọi người nhá. Các tình yêu chia sẻ like riêng nào. Chỉ cần chia livestream này 10 trang hội nhóm và 2 lần trang cá nhân của mình ở chế độ công khai mà thôi thì ngồi. 10 trang hội nhóm, 2 lần trang cá nhân của mình ở chế độ công khai được nhá. Ok. Áo chị mặc bây giờ mở bán sale từ giá là 300 xuống chỉ còn là 225k. Lấy áo này thì con một đứa em đó là áo kẻ kèm số điện thoại chất lên hàng loại một yêu nhá. Áo này mở bán giá lại shop là 300k này, trên livestream sale còn 225k đi không nhá. Ok mọi người cố gắng là chia sẻ đẩy view Quỳnh nào. 80 người xem một nhá, mốc view là 80 người xem để em mở bán cái mũ này với giá là 1k. Em chào Hồng Hải, em chào Thanh Loan, em chào Hướng Dung, em chào Phạm Thủy nhá, anh chị thấy Nguyễn Anh Nguyễn nha đình ơi. Em với tất cả mọi người thấy heo lì ấy, thì mọi người đi đâu nhá. Mọi người chia sẻ livestream giúp Quỳnh nào. Chỉ cần chia sẻ livestream này 10 trang hội nhóm này, 5 lần trang cá nhân của mình ở chỗ khai. Sau đó quay trở lại comment em đó là 1k
bán thì ơi, ok 65 view rồi, 15 người xem thôi, mọi người cố chia sẻ ra cho Quỳnh nào. Đúng một view là 15 người xem thôi, em mở bán cái mẫu này với giá là 1k mọi nhá. Đúng như là 15 người xem thôi để em mở bán cái mẫu này với giá là 1k cho tình yêu là mà chia sẻ livestream cho Quỳnh nào. Cho tình yêu là mà chia sẻ livestream ngày hôm nay cho Quỳnh mọi người nhá. Mọi người cố là chia sẻ livestream thì ơi, chỉ cần chia sẻ thôi, ngoài ra không cần là bất cứ một cái gì khác mọi nhá. Chỉ cần chia sẻ livestream thôi, ngoài ra không cần làm bất cứ một cái thao tác gì khác đâu ạ. Chia sẻ like 10 trang hội nhóm 5 trang cá nhân, theo dõi fanpage City Vintage của em ở chế độ xem trước mọi người nhá. Để hợp lại được mua cái mũ này với giá 1k nào. Để hợp lại mua cái mũ này với giá 1k nha tình yêu nhá. Ok mọi người cố gắng chia sẻ like em là xem có bao nhiêu được chia sẻ rồi mọi người nhá. Bây giờ là 6 phút rồi mà vẫn mãi không biết là 80 view, mọi người cố gắng chia sẻ like cho em nào. 10 trang hội nhóm 5 trang cá nhân của mình để em bán cái mũ này với giá là 1k điếu nhá. Để em bán cái áo này cho các tình yêu với giá là 1k là mới có 145 lượt chia sẻ thôi tình yêu ơi. Mới có 145 lượt chia sẻ thôi ạ. À. Có nghĩa là mới có khoảng là 8 chị yêu đây chỉ là chia sẻ thôi mọi người nhá. Mọi người cố gắng chia sẻ nhiều hơn thôi em ạ. Chia sẻ like nhiều hơn đẩy mục tiêu của em lên mức 80 người đang xem để em bắt đầu mở bán nào. 80 người xem để bắt đầu mở bán và mẫu này với giá 1k thì thôi, 80 người xem được nhá. Mục tiêu 80 người xem cho Quỳnh nào. Mở bán giá 1k mùa ơi là đúng 10 phút ạ. Đúng 10 phút để em chốt xem mà ai được mua với giá 1k của nhé. Mọi chia sẻ like cho em nào. 10 trang hội nhóm 5 phần trang cá nhân của mình ở chế độ công khai thì ơi. 10 trang hội nhóm 5 phần trang cá nhân của mình ở chế độ công khai thì ơi nhá. Mốc view 80 người xem thôi là ngày hôm nay mãi không phải là view nhở. Ngày hôm nay mãi không phải là view thì ơi. Mọi cố gắng chia sẻ like cho mọi nhá. Đúng mốc view. Làm view 80 người xem thôi. Không em không còn nhiều hơn mọi nhá. Em còn nhiều hơn đâu ạ. Chỉ cần 80 người xem thôi bắt đầu mở bán cái mũ này với giá là 1k thì ơi. Đúng bây giờ 80 người xem để mở bán cái mũ này với giá là 1k cho tình yêu là mình chỉ là stream mọi người nhá. Nào, chia sẻ ai bây giờ ai mà chia sẻ nhiều hơn 10 trang hội nhóm thì vào đây con một tên nào. Quá đẹp rồi nhá, quá đẹp luôn đấy ạ. Ngày hôm em mở bán luôn với giá 1k mũ nồi hàng loại 1 đi nhá. Mũ nồi hàng loại 1 này có dây rút thì không này. Trời ơi, ngày hôm nay chia sẻ như thế này. Ok. Áo này mở bán sale từ 300 xuống chỉ còn là 225k thôi. Ai thích áo này comment cho Quỳnh là len kẻ kèm số điện thoại nhá. Comment cho Quỳnh đó là len kẻ kèm số điện thoại. Ngày mai sale chỉ còn là 225k được nhá. Ok 62 view rồi nào. Mọi cố gắng chia sẻ giúp Quỳnh lên mục view là 80 người xem rồi nhá. Chia sẻ cho Quỳnh lên mục view là 80 người xem thì ơi. 80 người đang xem ạ, mãi hôm nay không phải view của nhỏ. Mà hôm view của em mới là 250 view cơ. Nhưng mà hình như hôm nay là ngày hôm nay mọi người bắt đầu đi làm rồi hay sao ấy ạ. 80 người xem mọi em hứa mọi người bây giờ 57 view nhá. Bây giờ là 57 view em hứa mọi đúng là 80 người xem để em bắt đầu bán cái áo này mọi người nhá. Ok, nếu mà bao giờ lên 80 view em tặng quà nhá. Bao giờ lên 80 người view ở 80 người xem ạ thì bắt đầu mở bán nhá thiếu nhá. Còn bây giờ em sẽ là em sale một số mặt hàng với em trước nha. Bởi vì em chơi mấy game quá lâu rồi mà mãi không mua được 80 người xem này. Mũ này ngày hôm nay mở bán với giá sale là 119k. Mũ này ngày hôm nay nếu mà không mua là mục tiêu như em mong muốn để tặng quà thì em mở bán giá sale là 119k. Có tất cả là 5 màu. Màu nhân đội bây giờ là màu be này, màu be này, màu cam này, màu hồng này và màu đen nhiều nhá. Ai lấy mũ nồi thì con mua cho Quỳnh ạ. Là mũ nồi kèm màu kèm số điện thoại ngày mai xả từ giá 150k xuống còn là 119k thôi. Hàng loại một có dây bên trong rồi nhá. Hàng loại một có điều chỉnh dây thì ơi. Nào ok, ai lấy mũ nồi này thì con mua cho Quỳnh nhá. Là mũ nồi kèm màu kèm số điện thoại ngày mai mở bán giá siêu là 119k thôi này. Màu quý đội bây giờ là màu be thì ơi, màu be này, màu đen này, màu hồng này, màu cam này và màu màu be mọi người nhá. Ok chưa ạ? Ok thì nghe ơi nào. Ok mọi nhá nào, ok cho mình cái mua. Ok nha, thế bắt đầu mở bán áo phao này. Bắt đầu là mở bán áo phao được không nhá. Bây giờ mọi người chia sẻ mọi người muốn mua hàng lắm rồi đúng không ạ? Em bắt đầu sale áo phao rồi được không này. Ok, bắt đầu là mở bán sale áo phao được nhá. Bắt đầu mở
4 này, 891 này, 692. Ok, ok, Minh Oanh là người đầu tiên rồi. Mốc view 120 người xem em tặng cho người thứ hai đi ơi. Mốc view 120 người xem em báo cho người thứ hai đi nhá. Áo ok em mở bán này. Áo phao là ngày hôm nay sale với giá là 469k đi nhá. Áo phao là ngày hôm nay em sale với giá là 469k chỉ có một con thôi ạ. À. Ai lấy áo này con của em, đó là phao cam 469 kèm số điện thoại Vũ Long này. Phao cam 469 kèm số điện thoại đi nhá. Chết. Ok, 121 view rồi đi ơi. 121 view rồi nha mọi người nhé. Em chuẩn bị tặng quà tiếp rồi. Mọi người tiếp tục là chia sẻ like tiếp nào. Ok thì yêu nhau, ok thì yêu này. Ok mùa nhá là chuẩn bị tặng quà rồi. Mũ chị đội ngày hôm nay mở bán giá sale chỉ còn là 119 nha thôi em yêu ơi. Áo len mặc bên trong với giá sale chỉ còn là 225k mùa nhá. Và áo phao là ngày hôm nay sale chỉ còn là 469k. 469k. Ai lấy áo này con một em, đó là phao cam dài kèm số điện thoại nhá. Phao cam dài 469 kèm số điện thoại ạ. Có phao ngắn đi ơi, có phao ngắn đi ơi nhá. Ai lấy ok này. Ai lấy áo này con một mình, đó là mẫu phao cam 469 kèm số điện thoại yêu nhá. Mốc view 120 người xem để em tiếp tục là tặng quà đi ơi. Mốc view 120 người xem để tiếp tục tặng một cái mũ là được không? 120 người xem phải tặng một cái mũ thì không nhá, ok chưa? Ok, còn ai lấy áo lại con một em mà phao lên dài kèm số điện thoại. Còn mũ này ngày hôm nay sale với giá là 119k mọi nhá. Mũ này ngày hôm nay sale với giá là 119k mà thôi thì mua nhìn sau bên này. Ok mọi nhá, em lên phao gần bây giờ đi không? Em lên phao gần bây giờ nhá. Em lên phao gần bây giờ đi không này. Mốc view 120 người xem bên mày tặng quà tiếp thì không nhá. Lan Anh này, kéo tao cái chiếu, cái tròn tròn ấy. Tròn qua đây đâu? Không qua đây á, thế bên ta đặt à? Ok này, em qua mẫu mới nha, qua phao ngắn thì yêu nha. Ngày mẹ sale tất cả các mặt hàng bên em với giá sale thì yêu nhá. Áo phao ngắn có, họ có thì ngôi. Áo vừa rồi là 469k thì yêu này. Áo len kẻ quỳ gặp bên trong ngày hôm nay sale từ giá 300 xuống là 225k. Ai lấy áo này con một quỳ giúp của nhà len kẻ kèm số điện thoại. Mũ độ là mũ nồi với tất cả là 4 màu tình yêu nhá. Màu be này, màu đen, màu cam và màu hồng ngày hôm nay sale với giá sale là 119k. Ai lấy con một quỳ nó là mũ nồi 119 kèm số điện thoại yêu nhá. Ok em qua phao đầm mới này. Em qua phao đầm mới tình yêu nhá. Các tình yêu ơi, mọi người chia sẻ live stream thêm một nhá. Chia sẻ live thêm lại em qua áo mới này. Ok nha, em qua áo mới này. Ông cái này bao nhiêu nhỉ? Phao đen này. Con này 42. Ok, con phao đen ngày mai sale với giá là 420k được nhá. 420k con phao đen này đi ơi, đây là phao dài ngắn được nhá. Đây là mẫu phao dài ngắn này ngày mai sale với giá là 420k thôi được nhá. Mẫu này quá đẹp luôn ạ. Mẫu này quá đẹp luôn, ngày mai sale với giá là 420k đi không nhá. Ai lấy áo này con một em là phao đen 420 kèm số điện thoại. Ok mọi nha, lấy áo này con mũ quỳnh nó là mẫu phao đen kèm số điện thoại như này. Mẫu phao đen kèm số điện thoại nhá. Ngày hôm nay có set thì ngoài mẫu này có size nhá. Ngày hôm nay sale từ giá 600 xuống chỉ còn là 420k thôi ạ. Sale từ 600 xuống chỉ còn là 420k được nha. Mẫu này quá xinh luôn. Ai lấy áo này con mũ quỳnh đó là mẫu phao đen kèm số điện thoại nhá. Ai lấy áo này con mê tức quỳnh là mẫu phao đen kèm số điện thoại này. Áo này quá xinh luôn nhá. Áo này quá xinh luôn này. Ai lấy áo này con mũ quỳnh là mẫu phao đen kèm số điện thoại yêu nha. Mẫu này quá đẹp luôn. Ok em qua mẫu mới mọi nha. Em qua mẫu mới này. Này mấy con phao rẻ đâu nhở. Em qua mẫu mới thì yêu nha. Phao Vũ Long thì yêu nha. Phao
rồi. Có phao eo chị ơi, áo em đang mặc bây giờ á, em đang cao 1m62 và 48 cân mùa nhá, em mặc áo size M. Em mặc áo size M được nhá, em mặc 48 cân và cao 1m62 ạ. Ok, ai lấy áo này con một em là áo phao be 449 kèm số điện thoại được nhá. Có set điều nha mọi người ơi, mọi người cho em xin 1 phút để em sạc cái pin điện thoại nha các tình yêu nhá. Em xin phép mọi người nha, em ơi 1 phút em sạc điện thoại. Áo dạ nào nhỉ em nhỉ, áo dạ nào nhỉ? K153 mặc set cho em chị ơi. Lắm đi ơi, em
379 kèm số điện thoại này không này. Với giá sale là 379k. Con này mọi nhá, 379k con sao đỏ này quá đẹp luôn này. Con một giấy em đó là mẫu sao đỏ 379 kèm số điện thoại đấy nha. Mẫu này quá đẹp luôn. Em sale với giá là 379k đấy không nhá. Ok, đấy cũng là con một giúp Quỳnh yêu nha. Là mẫu phao đỏ 379 kèm số điện thoại này. Đáng trước và đáng sau này. Ok các yêu nhá, lấy mẫu này con một Quỳnh là mẫu phao đỏ 379 kèm số điện thoại nha. Mẫu này quá đẹp luôn. Em sale với giá là 379k kèm mẫu rồi đi yêu nha. Chị ơi, chắc siêu dày luôn, em dơ một xem này. Nó như kiểu là hàng phao pha kaki luôn ấy ạ. Cái hàng này có bằng mặc mấy lần luôn không?
450 này. Sale từ 600 rồi 450 nhá. Đúng rồi chị ơi, phao hàng Quảng Châu đấy. Áo dạ lai từ bây giờ chị lai bây giờ Ngọc Lan ơi. Nào con phao đen là ngày mai sale 450 này, hũ lông luôn. A à, lấy comment giúp mình đó là phao đen 450 kèm số điện thoại nha, ngày mai sale 450 con này quá đẹp luôn này. Quá đẹp và quá dày điều nha, đây mẫu phao đen đây. Shop mình ở đối diện cổng phố Sư Phạm thành phố Thái Nguyên thì ơi, Shop City Vintage mọi người nhá. Shop City Vintage ạ, hướng từ phía cổng phố sang bên tay trái rồi mọi nhá. Hướng từ phía cổng phố sang bên tay trái rồi em ạ. Ok nào, anh lấy con là có một quần là mẫu phao đen 450 kèm số điện thoại này, quá đẹp luôn. Phao siêu dày và siêu ấm được nhá, phao siêu dày và siêu ấm luôn ạ. Ok mọi nhà, anh lấy cũng lại có một em là phao đen 450 kèm số điện thoại này. Quá đẹp luôn mọi nhà, 450k con này thì ơi, 450k đều nhá. Anh lấy cũng lại có một em quần ạ, cái mẫu này không có nhiều đâu, em có 2 con thôi. Em có 2 con này nha, mũ lông ạ, đằng sau này. Ok thì nghe nha, anh lấy con lại có một em nha. Ok, lấy mua lần con mượn quần là mẫu phao đen 450 kèm số điện thoại nha. Mẫu phao đen 450 kèm số điện thoại em qua mẫu mới này. Ok, thì yêu nha. Ok, Lan Anh phao đen này, ok thì yêu. Nãy em qua mẫu mới được nha. Em qua mẫu mới trẻ yêu nha. Trời ơi, mẫu này quá xinh nhiều ơi, mẫu này quá xinh luôn này. Ok, con phao đỏ dáng dài em sale vừa giá 529k, con này quá đẹp luôn này. 529k con phao đỏ được nhá, con này quá đẹp và quá dày luôn này. Trời ơi, rẻ dã man này ơi, rẻ dã man luôn này. Con phao đen vừa rồi là giá 450 chị ơi, còn con phao đỏ này em sale với giá là 529k này. Thúy Linh ơi, nói chung là chị bây giờ chị 48 cân mà chị cao 1m62 em nhá. Còn tùy con có sai hỏi con nào có sai em hỏi một lần thôi em ơi. Ok, màu trắng em like bây giờ chị ơi. Ok, phao đen Nguyễn Ngọc Ánh này. Ok, Nguyễn Ngọc Ánh nhá. Ok, tình yêu. Phao rút eo cũng không có em ơi, chị like bây giờ nhá. Trời ơi, con phao đỏ dã man luôn. Em sale luôn 429k này. Anh lấy con là con Mười Quỳnh là phao đỏ kèm số điện thoại nhá. Phao đỏ em sale luôn với giá là 429k, mũ lông đen ạ. Mũ lông men con này quá xinh luôn. Em mang cao 1m62 với lại 48kg mọi nhá. Con này dưới 60kg là vừa em ạ. Dưới 60kg là vừa, con này quá đẹp luôn rồi. Ok rồi nha, con này quá đẹp luôn đúng không ạ? Nào anh lấy mẫu này con một quỳnh giúp quỳnh, đó là phao đỏ 529 kèm số điện thoại nhá. Phao đỏ 529 kèm số điện thoại thì hôm nay con này em sale với 529k, con này quá đẹp luôn. 529k mọi người nha, con này quá đẹp luôn này. Ok like màu trắng nhá. Con này có màu khác không? Có em ơi, 529 em ơi. Trời ơi làm sao bảo 400 được em ơi, con này 529k nhá. Ok, mặc qua phao trắng bây giờ nhá. Trời ơi, con phao đỏ quá đẹp luôn. Nào, ok, trắng cọc này. Ok, nào, qua phao trắng nhá. Ủa, con phao trắng đẹp dã man luôn này. Phao trắng rút eo thì thôi 519k này. Màu trắng này rút eo được nha, con này quá đẹp luôn. Cảm ơn giúp mình đó là phao trắng 519 kèm số điện thoại nhá. Phao trắng 519 kèm số điện thoại này. Phao đỏ này 529 đi ơi, phao đỏ 529 em
có giá ngắn hơn nếu nhá, có cọc mà. Ok, Phong sẽ cọc ngay bây giờ nhá, nếu ôi con này đẹp thế. Đẹp lắm, em tao thật có chóng mặt ông ấy. Ok, nếu nhá, em xem con này vừa giá 529k này, rút eo này, quá đẹp luôn nếu nhá. Căm một em đó là mẫu phao trắng 519 kèm sổ điện thoại siêu dày luôn này. Có giá ngắn hơn nếu nhá, có giá ngắn hơn ạ. Con này quá đẹp luôn, mũ lông nếu nhá, mũ lông này. Mũ lông tình yêu nhá. Mũ lông này. Quá xinh luôn ạ. Em sale mùa giá 529k, con này mùa giá 519k. À lấy con một cái bà phao trắng 519 kèm sổ điện thoại nhá, quá ấm quá dày luôn, con này không độ ấm nhiều nhá. Con này có lạnh không độ thì vẫn ấm, con này có áo kaki ạ. Bỏ xuống được mà mọi người ơi, bỏ xuống được nhá. Bỏ xuống được thì nhau nhá. Ok, 519 nha. À lấy con này cho con mình nó là mẫu phao đỏ 519 kèm sổ điện thoại nha tình ơi. Đây là xuông này, em chưa hút vào đâu. Đây là vẫn là xuông này, mọi người dễ phải giọng thùng thình luôn. Đấy, chứ em chưa thu đâu rồi nhá. Nút vào đây mà. Đây bây giờ dáng nút vào này. 519k cái mẫu này quá rẻ luôn. Cái mẫu này ở cửa hàng là 750 nhá. Mẫu này ngoài cửa hàng là 750 thì không nhá. Cái màu hồng nào em ơi? Ok, phao vàng ngay bây giờ nhá. Có áo len chị ơi, có áo len nhá. Ok mọi nhá, ví dụ áo len quỳ đỏ xả với giá sale là 225k thì hôm nay à lấy con một quỳ len kẻ kèm số điện thoại thì nhiều nhá, len kẻ kèm số điện thoại này. Ok, cái màu hồng chị like bây giờ nhá em ơi. Đây con màu hồng này.
cái mà ok chưa? Ok đúng không? Ok cái này đúng không ạ? Em xem 419k này, con này lên dáng quá đẹp một điều nhá. Lên dáng quá đẹp luôn. Em sale với giá là 419k này. À lấy con này con một em mẫu phao hồng 419 kèm phấn họa nhá. Có áo len chị ơi. Ok lấy con này con một em nó là mẫu phao hồng này. Mẫu phao hồng 419 kèm phấn họa nhá. Ok áo đỏ like bây giờ chị ơi, áo đỏ like bây giờ nhá. Chị Hương Thảo ơi, chị lấy con này con một em màu phao hồng 419 kèm số điện thoại nha. Con em sale được 650 xuống đấy ạ. Giá gốc tại cửa hàng là 650 và người qua cửa hàng thì nhân viên vẫn bán cho người với giá 650. Kể cả 600 thì các bạn cũng không bán đâu, bởi chỉ có em live, chỉ có em livestream thì em mới bán cho người với cái giá như thế này được yêu nhá. Ok, phao vàng nha. Ok, thì yêu em lên phao vàng này. Okay.
599 này. Không đổi đâu mọi người, không đổi nhá. Màu này quá đẹp rồi ạ. À. Không đổi đâu, em qua màu mới này. Đây màu đỏ nha Đình ơi, màu đỏ này. 399k đều nhá. 399k. Con một cái là phao đỏ 399 kèm số điện thoại này. Chị cao 1m63 là 48kg em ơi. Chị cao 1m63 là 48 cân nhá. Nào ok, phao đỏ cho Quỳnh này. Còn màu gel không nhỉ? Có màu gel thì ơi, có màu gel nhá. Con này có gel. Đây màu đỏ này. 399k. À chúc con này con một con là phao đỏ 399 kèm số điện thoại nhá. Phao đỏ 399 kèm số điện thoại này. Có màu gel chị ơi, có màu gel nhá. Ok. Trà Giang ơi, đợi chị một tí em ơi, đợi chị một tí nhá. Có đen à? Đen trắng nâu gel. Cho ta một cái. Đây có cả đen này tí ơi, có cả đen này. Con một em đó là mẫu phao nhá. Ok, ok, áo phao hồng 420 cho Minh Moon này. Ok, phao hồng 420 cho Minh Moon này. Nào, áo này 399k đấy ơi, có tất cả màu, nhiều màu luôn. Màu đỏ, màu da, màu đen, màu trắng và màu nâu ạ, Đình Âu nhá. Rất là nhiều màu luôn. Ok, ai lấy mẫu này comment giúp Quỳnh yêu nhá. Ai lấy mẫu này comment giúp Quỳnh này. Mẫu này quá đẹp luôn ạ. Áo đen chị mặc cái em xả 225k em ơi. Ok, mùa nhá. Ồ cái con đỏ đẹp dã mà nó không ăn chốt thì quá tiếc này. Ok, Hà Thu phao đỏ này. Áo lên ngày hôm nay sale 229k được nhá. Tất cả các màu đều kèm lông luôn nhưng mà em chưa kèm mà thôi. Còn khi mà em gửi hàng cho mọi người thì em gửi kèm lông vừa nhá. Màu đỏ sau này quá đẹp luôn. Ok chị ạ, ngày hôm nay em sale sập sàn luôn mới. Giá chỉ còn là 399k. Chị làm chị là chuyên mới nhá. 399k này em quên qua mẫu mới này. Em qua mẫu mới anh yêu nhá. Em qua cả màu đen này, màu đen cũng sale 390k và khi mà em gửi cho mọi người em gửi kèm mũ lông mọi người nhá. Khi mà gửi cho mọi người thì em đã gửi kèm lông, còn nếu mà ở trên livestream thì em chưa lo, cho lông vào đầu mỗi thông cảm em nhá. Ok, em mặc đen này, có đen mọi người ơi. Em có cái chân chị nhá. Ok, có cả đen điêu này. Đây ạ, à, khi mà em gửi cho mọi người thì em gửi kèm lông mọi người gắn vào nhá, tình yêu nhá. Đây là màu đen 399k. À lấy con một em đó là phao đen 399 kèm số điện thoại ạ. Phao đen 399 kèm số điện thoại nhá. Con này quá đẹp luôn ạ. Có lông như kiểu cái con đỏ mọi người nhá. Có lông như con đỏ, con trắng tình yêu nhá. Em có cả màu gel và màu nâu. Em có cả gel và cả nâu mọi người nhá. Shop em ở đối diện cổng phụ sư phạm thành phố Thái Nguyên chị ơi. Đây em có cả tất cả các màu luôn, màu gel này, màu nâu này, màu tím có đi các nhá. Ok đây là màu đen ạ. Khi mà em gửi cho mọi người em gửi kèm mũ lông mình các nhá. Màu đen này quá đẹp, em sale 399k này. Em sale 399k mọi người nhá. Ok thì yêu nhá. À lấy mẫu này comment một em là mẫu phao đen 399 kèm số điện thoại yêu nhá. Phao đen 399 kèm số điện thoại ạ. À. Ok, phao trắng 3 chỉ đi nó út fan này. Ôi, út fan nhá. Có thử cái này cho mọi người thử nhá. Ok, mọi người ơi, em qua cả màu gel này, có cả màu gel nhá. Không phải không em ơi, cái này là túi thôi chứ không. Cô ơi, cái này chúng ta nó chỉ có size, cô có mặc thử, cô mặc hay em mặc á? Cô có thử nữa, có cơ không, cô chả bảo bạn thử cho cô cũng khác. Có lông quay, có lông. Cháu chưa cắn mà thôi, có lông quay. Là ok này, em qua màu gel này. Em ơi, tên shop ở City Vintage đấy, cùng tên với cái fanpage chuyện online này em. Là ok, màu gel mọi người nhá, màu gel này 399k đều nhá, đây là màu gel mũ lông này. Cắm một em là mẫu phao gel 399 kèm số điện thoại nhá. Phao gel 399 kèm số điện thoại ạ. 399k. Ok, Thủy Linh ơi, cái chị có nhiều mà chỉ có 2 con, 2-3 con, các Thủy Linh nha, yên tâm. Nhưng mà là 399, chị xin lỗi em nhé, là 399 chứ không phải là 389 nhá, thông cảm chị nhá.
kèm số điện thoại cho nhá. Sao 0399 kèm số điện thoại cho nhá. Mẫu này quá đẹp một điều nhá. Sao 0399 kèm số điện thoại cho nhá. Em qua mẫu mới, em qua màu mới này. Em có cả màu cam bất. Em có cả màu cam bất rất xinh nhiều nhá, màu cam bất nhá. Em qua màu cam bất tình yêu nhá, màu cam bất này. Màu cam bất tình yêu nhá. Chị Thùy Lê ơi, con áo xanh này là size em có đủ size, chị ơi chị mặc size gì để chờ con em mặc size cho nhóm đủ size nhá. Đủ size từ S mà L. Ok là em qua màu màu này gọi là giúp em đó là màu màu cam mất mờ nhá, màu cam mất này. Phao cam mất 399 kèm số em sale trên livestream mà em còn sale còn 399k cho ai mà chia like của nhá. 399k mẫu này. 399k nhá. 399k chị Thùy Lê ơi. 399k một điều nhá. Nào ai lấy con này con mượn quên là mẫu phao cam mất 399 kèm số điện thoại này. Ok phao cam Như Ngọc này. Ok Thùy Linh ơi chị biết rồi nhá. Ok nhất tiếng ơi em qua mẫu mới nha. Mẫu này quá xinh luôn. Em qua mẫu mới này. Ok Như Ngọc cứ tuân đồ chị nha. Tuân đồ nhá. Em qua mẫu mới đi yêu nha. Con cam này quá đẹp luôn nhá. À lấy con cam hay con mừng nhá. Em qua mẫu mới này. Còn nhiều mẫu đẹp lắm luôn nhá. Ok, em qua mẫu mới nha. Đây con phao đỏ luôn ấy. À hỏi nhờ em bên lại con phao đỏ tình yêu ấy nhá. Đây đây phao đỏ 529 đây tình ơi. Phao đỏ 529 đây nhá. Ok chị lùi lên đợi em một xíu chị ơi. Ok này phao đỏ 529 có hai màu là màu đỏ và màu đen nữa nha. Em sale lên 529k này. À này con này cho tôi quyền nó là phao đỏ 529 kèm số điện thoại nhá. Đây quán trà Giang chị like vào cho em đây. Ok chị Thùy lên lại một xíu nhá. Đây màu đỏ có hai màu là màu đỏ màu đen ạ. À. Chất con này nó dày hơn một chút xíu được nha. Đây là chất kiểu như kiểu là phao pha với cả kaki luôn, chất rất là dày luôn. Em cao 1m63 và là 48 cân người nhá. Ok nào, à chút con này cho tôi quyền nào là mẫu phao đỏ 529 kèm số điện thoại nhau nhá. Có tình ơi, phao đỏ rất yêu có, à, phao giá rất yêu có nhá điện nhá. Con này giá cứu hộp quá xinh luôn này. Em sale 529k, ok muốn trả tao, cho tôi muốn trả tao rồi nhá. Ăn đi đấy, cho chị khách thử ạ. Ok. Có kiểu như chị mặc mà một màu không có nhá, anh Liên ơi có nhá. Có kiểu một màu nhá. Đây nhá, thì có một màu này chỉ có giá là 189 thôi thì con này. Đây con lên đen này em sale 589k, nó giống gần giống như ở con lên kẻo em mặc bây giờ. Nhưng mà họa chất kẻ thì nó sẽ đắt hơn là 225. Còn nếu mà con lên đen này em sale mà em chỉ còn giá là 189k. À lấy con một em mà lên đen 189 kẹp số điện thoại nhá. Ok Thảo em chị like bây giờ. Áo pha bo có chị ơi, có pha bo nhá. Ok áo dạ like bây giờ.
tất cả những comment của em sẽ trả lời hết, em sẽ like ý mọi người chỉ cần comment mà chia lại cho em thôi thì không nhá. Ok này. Phao hồng bên cạnh à? Phao hồng bên cạnh là mẫu bên trái hay bên phải thì không nhỉ? Có pha bo nhá, pha hồng bên tay phải của tình yêu là bên này đúng không ạ? Ok, bên này, em phải lấy công bên này nhá. Ok này, con pha hồng rồi nhá, pha hồng bao nhiêu đây? 549 à? Ok, pha hồng 549 này. Quá là xinh đâu nhá, 549k này. Comment cho Quỳnh đó là phao hồng 549 kèm số điện thoại này. Phao hồng 549 tình yêu nhá, kèm số điện thoại cho Quỳnh này. Mẫu này quá xinh luôn. Hồng đất à, ok em. Con lên đó 58 cân vừa thoải mái tình yêu ơi. 65 cân cũng vừa luôn, lên là lên dáng rộng nhá. Lên dáng rộng. Đây là kể cả 65 cân cũng vừa. Mà hàng lên thì em là hàng loại 1. 10 giật máy thoải mái, không mở đâu bị xù hay bị dán mặc mấy mùa game ạ. Bởi vì em chỉ bán hàng loại 1 thôi. Em không bán hàng loại 2 tình yêu nhá. Nào ok. À lấy con này con một giúp Quỳnh, đó là mẫu hồng dài kèm số điện thoại. Con em sale giá 549k này nhá. Con này giá quá là vừa, vừa có cúc và vừa có khóa. Vừa cúc và vừa có khóa tình yêu nhá. À lấy con này con một giúp Quỳnh nhá, là mẫu phao hồng 549 kèm số điện thoại. Con này cổ quá lạ luôn này. Phao hồng này tình yêu ơi, phao hồng mà hiện tại chỉ có mỗi màu hồng em ơi. Màu khác, à, có được cả màu đen đúng nhở? Có cả đen nhá tình yêu ơi. Em có cả đen nữa, có hai màu là màu hồng và màu đỏ xinh luôn. 549 nha. Lấy con trắng 39. Có chị ơi, có pha qua gối nhá. Ok Thảo em là chị đây bây giờ. Phao màu xương gắn có tình yêu ơi. Hiền Giáp bao lấy con này, Hiền Giáp lấy con nào đấy à? Chết rồi. Hiền Giáp bao tình yêu lấy con nào, con một lại cho em với. Có. Hiền Giáp lấy con nào nhở? Có, tao chụp lại rồi. Hiện ra bên tình yêu lấy con nào nhở? Lấy con phao hồng rồi đúng không? Không phải hiện ra. Năm nay cứu với đây nhỉ? Cứu với. Có da ngắn không ơi? Phao đỏ có da ngắn nhá. À hiện ra chị lấy len đúng không ạ? Nhưng mà chị lấy con len nào chị ơi? Chị lấy con len đen hay là con len kẻ à? Lấy len đen đúng không ạ? Ok chị nhá. Ok em đi qua mẫu mới này. Phao đen 549 kèm số điện thoại nha chị ơi.
Con lên đen này đâu anh ơi. Con lên áo lên đen đầu đầu này. 189k. Ok nha, đây màu đen này quá đẹp luôn, 549k tình yêu nhá. À lấy con này con được quần nào. Ok chị Hiền Pháp, em like bây giờ chị ơi. Nào ok lấy con phao đen là con màu đen nhá. Em ơi phao đen có mũ ở dáng khác, còn dáng ngay là cổ lông. Dáng ngay là cổ lông kiều nhá, còn có mũ dáng khác chị cũng có kiểu khác nhưng có mũ lông nhá. Kiểu khác có mũ lông chỉ có giá là 399k thôi em yêu ơi. Quá xinh luôn nhá. Sau đây là 49 giúp Quỳnh nhá. Ok, giả gắn chị like bây giờ em ơi. Có nhá, chị like bây giờ. Em qua mẫu mới tình yêu nha. Mọi người có thấy lạnh đầu tóc nó kiểu rối tung rối mù không? Em thấy lạnh tóc tai nó chẳng đâu vào đâu luôn ý. Không thể có số nhỉ. Hiện ra ba. Hồi bên dưới nó chụp ảnh rồi. Ok nhá, em qua mẫu mới này. À, em bên lại con phao gel chị gì bỏ. Em quay mắt đây, em lên phao gel lại nhá. Phao gel 399k này. À lại cho tụi em là phao gel 399 kèm số điện thoại này. Phao gel 399 kèm số điện thoại anh yêu nhá. 399k con này này. Quá đẹp luôn. Ồ ôi lên em lạnh lắm, không ai đâu chị ơi. Mai đây lên nhá, ấm tí em mới like xem. Sau chứ bây giờ mà like lên em bỏ 2 giây bên trong mới like được. Lạnh lắm. Lên mai em like nhá. Đây màu gel đây ạ. Ok sao giờ gắn lên bây giờ nha Như Ngọc ơi. Màu này quá đẹp luôn đi không nhở. Ok lên giảng ngắn nhá, còn chị làm mà lấy con phao gel này con một đến một nhá, là mẫu phao gel 399 kèm số điện thoại này. Không có yêu chị, có yêu không nhở? Không có yêu chị yêu nhá, không có yêu đâu ạ, giá cũng vậy. Nhưng mà cái dây là chị thắt eo được. Cái dây là chị thích thì thắt eo lại được mà. Đây, thắt eo vào được giúp em này, thắt eo được nhá. Nó là dáng thắt eo chứ không phải là dáng rút eo, ok chưa ạ? Ok nhá, mọi người cứ vậy bình tĩnh là em lên like hết bây giờ nhá. 48 cân cao 1m53 cũng vừa mà chị ơi. Vừa mà cân chị bằng cân em luôn. Nhưng mà chị thấp hơn em thì chị sẽ mặc vừa. Cân chị bằng cân em nhưng mà em cao hơn chị 10cm thì chị sẽ mặc giống như em bây giờ. Nhưng mà nó dài hơn một tí thôi. Còn mặc đẹp hơn em ấy. Vậy em mặc hơi rộng mà. Màu đen màu trắng có nhá chị Thu Hiền ơi. Ok em qua mẫu mới này. Đây dáng dài qua gối màu trắng này. Thank you.
nổ lông cừu. Ok, ca kêu lông từ mẫu tí chuyện ai bây giờ. Ok, đợi chị một tí Vân ơi. Nào ơi, lấy cũng là con mùi, nó là xanh ngọc, là cái màu này rất là hiếm luôn, mà nó rất công ra tôn dáng này. Ok nhá, lấy con là con mùi, nó là phao xanh ngọc kèm xối họa này. 469k đúng không nha, 469k mẫu này. Ok, thịt Ami đợi chị một xíu em ơi. Đây mọi nhá, nó có cả cốc ạ, cả khóa và cái cả cổ lông cừu luôn, em sale giá 469k thôi này. 469k mẫu này nhá. Anh lấy con này, con mẫu Quỳnh nó là mẫu phao xanh ngọc kèm số điện thoại đâu nhá. Mẫu phao xanh ngọc kèm số điện thoại ạ. Đây có màu xanh ngọc này, màu hồng me này, đây là màu be và màu hồng be đều nhá. Con này quá đẹp luôn ạ. Đây này, màu hồng be này và màu be, màu nào cũng xinh luôn. Em sale giá là 469k nha. Con này dưới 60kg là vừa, quá đẹp luôn. Dưới 60kg là vừa giúp Quỳnh nhiều nhá. Ok, là em qua mẫu mới này. Có mũ này. Ok chị pha bom ngay bây giờ. Trời ơi, mai tóc tai như con dở người này mọi người nhở. Lạnh quá, tóc em nó bị xú lên ý. Như Ngọc đổi phao xanh ngọc á. Như Ngọc ơi, thế thì em con một chị là xanh ngọc kèm số điện thoại nhá. Xong rồi khi làm mà bên chị có nhân viên gọi điện ấy, thì em bảo là em đổi, em chỉ được con xanh ngọc thôi giúp chị nhá, để tránh nhầm con khác. 40 cân vừa, 40 cân vừa thoải mái đi cậu ơi. Kaki lớp lông vũ màu hồng. Không có đâu em ơi, không có đâu. Chị hủy đơn luôn em ơi, em lấy con nào chốt chắc chắn giúp chị.
trả nhá Tiêu nhá. Nhé em không đổ trả nhá. Con này có mỗi màu này thôi tình yêu ạ. Mỗi màu đen thôi. Ok qua con khác vậy. Chị cũng chị nhá. Ok nhưng Ngọc vẫn chốt lần cuối nhá, em đừng đổ nhá, đổ vào chị hủy đơn này em ơi. Ok rồi, à này con này có một em mẫu phao nâu 649k số thật nhá. 649k mẫu này. Chim sau nhé, em theo nghỉ đây.